Hoàng Bất Động Sản Nha Trang xin kính chào anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, Hoàng xin kính chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và ngày hôm nay thì Hoàng sẽ giới thiệu cho anh chị mình một lô đất đủ điều kiện để xây được khách sạn 4 sao tại đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa. Và đây là hiện tại Hoàng đang đứng trên con đường Phạm Văn Đồng để giới thiệu đến cho anh chị nhà mình một lô đất xây khách sạn đẹp như thế nào và có phù hợp với nhu cầu mong muốn của anh chị hay không. Và đây anh chị thấy không, bên đây là biển nè, đây anh chị, đây là biển nè, phía xa xa bên kia đây theo hướng tây hoàng chỉ, đây là tòa tháp La Luna, phía bên cạnh tòa tháp La Luna phía bên này là có bến du thuyền quốc tế, và xa hơn nữa thì có siêu dự án Vega City. Và bên đây, đây là hướng view về thành phố Nha Trang, anh chị thấy không, đây là có những tòa nhà. Có tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều nè, đó là 5 tòa tháp 40 tầng và một tòa khách sạn 5 sao 40 tầng. Và phía bên đây, đây hồng qua những cái khách sạn hiện hữu đã và đang xây dựng và đã hoạt động rồi anh chị đây. Và đây là con đường biển đẹp nhất tại thành phố Nha Trang xinh đẹp và cực kỳ phù hợp để chúng ta xây những cái khách sạn từ 3 sao đến 4 sao. Cho nên ngày hôm nay Hoàng sẽ giới thiệu cho anh chị mình một lô đất có diện tích là 516m² và có mặt tiền rộng là 25,8m². Đất cực kỳ vuông vức và sổ đỏ là đất ở 100%. Và không để cho anh chị mình chờ lâu thì Hoàng sẽ dẫn cho anh chị mình đi xem thực tế lô đất này đẹp như thế nào và giá trị ra làm sao để cho anh chị mình thấy được bất động sản để cho anh chị như mình mua trong thời điểm này tại vị trí này và với cái giá nào để anh chị có thể cân đo đong đếm được. Và giá bán thì Hoàng đã có ghi trên cái trang bì video và trên tiêu đề của video để cho anh chị mình xem. Và Hoàng mong rằng anh chị mình hãy tặng cho Hoàng một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ video này trong hội nhóm của anh chị để ủng hộ kênh cho Hoàng. Và đây anh chị, bây giờ Hoàng sẽ chia sẻ cái lô đất đến cho anh chị mình đây. Lô đất này hiện tại là đang cho thuê để làm cái quán cà phê gốc siêu đây anh chị. Đây Hoàng sẽ chỉ ranh giới rõ ràng cho anh chị mình xem. Đây anh chị, từ vị trí này kéo qua đây là mặt tiền này là rộng 25,8m² và chiều dài là 20m, hiện tại đang cho làm thuê làm quán cà phê anh chị nha. Và vị trí này cực kỳ phù hợp để chúng ta có thể xây dựng một cái khách sạn 4 sao tầm khoảng tầm 15 tầng. Nếu như quy hoạch cũ từ thời 2018-19 thì chúng ta có thể xin được từ 25 tầng, nhưng bây giờ chỉ khoảng tầm là tối đa 15 tầng thôi anh chị. Đây còn quay là hình ảnh xung quanh thực tế nè, đó để anh chị mình xem được cái vị trí lô đất này như thế nào. Và từ vị trí này chúng ta đi về bến du thuyền quốc tế 5 sao đã đạt tiêu chuẩn từ ngày 15 tháng 4 2023, đã được phép đưa vào khai thác và sử dụng là tầm khoảng tầm 1,5 km mà thôi anh chị. Từ vị trí này chúng ta đi về trung tâm thành phố với thời gian di chuyển chỉ có 10 phút là đi theo đường hướng này anh chị. Đây đó, đi theo hướng thẳng thế này nè là ra là chúng ta là tới trung tâm thành phố rồi. Và thật sự họ chia sẻ với anh chị như mình đó, với cái lô đất này trong thời điểm này để tìm được một lô đất đẹp như vậy nằm trên cái con đường này là con đường Phạm Văn Đồng có chiều rộng là 29m, để tìm một lô thứ hai đẹp như vậy thực sự rất là khó kiếm anh chị à. Tại mặt tiền của chúng ta rộng 25,8m² là phù hợp, chúng ta sẽ xây được rất nhiều phòng mặt biển để có cái giá trị cho thuê cực kỳ tốt anh chị ha. Và bây giờ Hoàng sẽ đi qua trước mặt lô đất và Hoàng quay trực diện lại để cho anh chị mình thấy được là cái lô đất của mình ở đây là nhìn thẳng biển. Đây anh chị. Và cái đoạn cuối video á, thì Hoàng sẽ có một đoạn là bay flycam để cho anh chị nhìn được tổng thể lô đất này và nên trên cái con đường Phạm Văn Đồng này như thế nào. Đây, bây giờ Hoàng sẽ đi qua ở phía bên lô đất và Hoàng sẽ quay lại ở phía trước biển để cho anh chị mình thấy được là view biển đẹp như thế nào để cho anh chị mình cân nhắc và lựa chọn xem xét. Đây
Anh chị thấy rõ không? Đây là con đường Phạm Văn Đồng nè. Hồi nãy là họ đứng ở phía bên kia, là họ quay phía bên này. Bây giờ họ qua phía bên này, họ quay lại cho anh chị mình xem xét. Đây anh chị, hiện tại họ đang đứng trước mặt lô đất rồi. Đây, họ quay đây để cho anh chị mình xem. Đây, lô đất chúng ta là nhìn trực diện biển anh chị nha. Đây, ranh giới rõ ràng này anh chị nè. Đây, đứng từ vị trí này, kéo hết cái quán này anh chị nha. Đây, họ sẽ chỉ ranh rõ ràng cho anh chị mình xem. Đây, chúng ta đi qua đây. Đây, tới bên này. Đây, ranh giới là tới đây anh chị. Tới phía bên này. Đây, hiện tại là chủ nhà đang cho quán cà phê người ta thuê để làm quán cà phê tạm thôi anh chị ha. Nếu anh chị với mình có nhu cầu á, mà có duyên mua được lô đất này, thì nếu như chưa có nhu cầu sử dụng để làm khách sạn thì chúng ta có thể tiếp tục hoạt động cho thuê. Và bây giờ họ sẽ tổng hợp lại thông tin lô đất này đầy đủ nhất để cho anh chị mình xem. Lô đất này là lô đất có diện tích là 516m², mặt tiền là rộng 25,8m², nằm trên mặt đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa. Và lô đất này là đất ở 100%, và mặt đường Phạm Văn Đồng là đường rộng 29m, hướng là hướng đông, view trực diện biển và cực kỳ phù hợp để xây khách sạn 4 sao. Và giá bán có ghi trên phần trang bìa video và trên tiêu đề video thì anh chị xem giúp Hoàng. Và Hoàng cũng hy vọng là qua video này Hoàng sẽ kết nối thành công với khách hàng sớm có duyên và sở hữu lô đất này. Nếu anh chị nhà mình có nhu cầu xem thực tế lô đất này hoặc một số lô đất khác để xây khách sạn trên con đường Phạm Văn Đồng hoặc tại trung tâm thành phố Nha Trang, thì anh chị hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho Hoàng để đi xem thực tế lô đất và chỗ cọc. Và để không bỏ lỡ những video giới thiệu về bất động sản Nha Trang Khánh Hòa của Hoàng, thì anh chị và mình hãy like và đăng ký kênh YouTube của Hoàng để là những người đầu tiên nhận được video review bất động sản mới nhất của Hoàng. Hoàng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị và mình ở những video tiếp theo. Và bây giờ Hoàng mời anh chị và mình cùng với Hoàng xem hình ảnh thực tế lô đất này thông qua hình ảnh flycam.